Trận đấu này đặc biệt ở chỗ, đây sẽ là lần cuối cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở sân chơi World Cup. Sau giải đấu tại Úc và New Zealand, tướng Chung sẽ cùng học trò tiếp tục tham dự ASEAN 19 rồi đến vòng loại Olympic Paris 2024. Sau năm 2023, nhiều khả năng ông sẽ rời đội, nhường lại ghế huấn luyện viên trưởng cho người kế nhiệm. Quyết định đi hay ở luôn khiến ông Mai Đức Chung băn khoăn. Đây cũng không phải lần đầu, ông được hỏi về chuyện có nên nghỉ ngơi để vui vầy bên con cháu, hay tiếp tục dãi nắng dầm mưa, cùng đội tuyển nữ Việt Nam đi khắp đó đây dự các giải đấu lớn, chinh phục các cột mốc lịch sử. Ai cũng như vậy, cũng phải kết thúc, không thể làm mãi được. Tôi cũng phải thế, phải đến lúc để người khác lên thay. Chỉ mong rằng người tiếp nối sẽ nâng cao trình độ đội tuyển hơn nữa, cùng tập thể đi đến những kỳ World Cup tiếp theo. Tôi đã động viên toàn đội thi đấu hết sức ngày mai, không chỉ cho riêng cho tôi mà là toàn bộ người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nhiều người đã lặn lội xa xôi sang đây cổ vũ. Dù có thắng, thua hay thế nào đi chăng nữa vẫn phải giữ tinh thần của bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung trải lòng trước trận gặp Hà Lan. Ông Mai Đức Chung vẫn rất đam mê, nhớ nghề huấn luyện. Hợp đồng của ông với VFF kéo dài đến hết năm 2023. Dù có quyết định gia hạn hay không, chiến lược gia người Hà Nội cũng hiểu rằng che giả mang mọc là quy luật tất yếu. Ông Mai Đức Chung không thể làm mãi mà phải đến lúc nghỉ. Đó là lý do ông cố gắng xây dựng nền móng cho đội tuyển, giúp người kế cận có bệ đỡ chắc chắn để phát triển bóng đá nữ. Ở World Cup 2023, ông Mai Đức Chung đã trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ như Ngân Thị Vạn Sự, Trần Thị Hải Linh, Lương Thị Thu Thương. Những hăng non khác như Vũ Thị Hoa, Đào Thị Kiều Anh dù chưa ra sân, nhưng việc được dự World Cup ở tuổi đôi mươi là nguồn động lực vô giá, giúp những tài năng trẻ trở nên cứng cáp và bản lĩnh hơn. Bộ khung đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có những cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, có thể thi đấu thêm ít nhất 3, 4 năm như Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trương Thị Kiều, Trần Thị Kim Thanh, Lê Thị Diễm My. Đây là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, khi lứa đàn chị sẽ là chỗ dựa tinh thần trong quá trình chờ đợi lứa đàn em trưởng thành. Bóng đá nữ Việt Nam đang có nền tảng tốt khi lứa U20 đã giành vé dự vòng chung kết châu Á. Các cầu thủ trẻ ngày càng lên tuyển nhiều hơn và khẳng định được mình. Đội tuyển nữ Việt Nam thực sự đang đi qua những ngày tháng lịch sử, nhưng để việc được dự World Cup không phải, vì sao, chỉ sáng một lần rồi vụt tắt, bóng đá nữ Việt Nam cần tiếp tục chuyển mình, tiếp nối và kế thừa. Những phút giây tận hưởng sân chơi World Cup hôm nay là nền móng để đội tuyển nữ Việt Nam tiến xa hơn ở những giải đấu lớn sắp tới, dù trên băng ghế huấn luyện không còn hình bóng quen thuộc của tướng Chung. Với cá nhân huấn luyện viên Mai Đức Chung, ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chèo lái nhiều thế hệ cầu thủ nữ, góp công giúp bóng đá nữ Việt Nam có vị thế vững vàng. Trong trận đấu cuối ở World Cup, ông Mai Đức Chung sẽ tận hưởng thành quả của mình, đó là một tập thể đội tuyển nữ Việt Nam kiên cường, dù gặp gian khó cũng không lùi bước. Cánh cửa World Cup sẽ khép lại với cá nhân, tướng, Chung, nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, có lẽ chiến lược gia 74 tuổi không còn gì phải ân hận. Rồi một ngày, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ lùi lại phía sau, nhưng bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bước bằng chính nền tảng chắc chắn được xây đắp bằng mồ hôi, nước mắt của ông cùng học trò hôm nay.